Rồi nói đi. Bọn con đang làm ép nè, bọn con đang làm ép Rồi. Đi xuống xem nào. Con ếch to này mà đang còn mấy con nữa hay sao? Nó nhỏ đây ta không luôn. Nhiều mẫu ghê. Cậy cái tay nó đi. Em cậy hết ra rồi đấy. Rồi đi tắm không? Rồi đi không rồi lại. Ồ, cái nãy giờ quên luôn á. Quên cái gì? Quên đi tắm suối luôn á. Đi tắm suối. Thịt này. Ăn thịt sống không? Đúng. Ăn ăn sẽ được. Mình bắt được mấy con ếch ổn. Bây giờ mình làm một nấm hương mình ăn. Con không sợ à? Sợ. Thì những cái ở trên trên cái chân nó đi. Mà mình xào xào ớt thế là xong. Ông ta văn. Và sau mình lại đi tiếp. Mình cho được mấy con tù tì. Cậy những cái da ở dưới đây. Em cậy đi để ăn giữa sạch đi. Nè, đây là cái trắng này. Đây là chéo, đây là cổ chân đấy nhá. Cái nào? À, cái bọc. Món này. Đây là hoàng tử ế đấy. Hoàng tử ếch á hả? Hoàng tử ếch mà con thịt nó thế à? Cho chiều cho hoàng tử ếch. Hả? Ai dám, ai bảo dám giết những con vật Nhưng mà hoàng tử ếch làm sao mà biến thành người được? Phải vào công chúa để thơm này. Công chúa Anna thơm sao nào? Thơm nha, chế nhờ còn đâu. Hả? Nếu con sống thì em có thơm không? Thôi đi á. Sao vậy? Bỏ đi gì? Thì con bảo hoàng tử ếch mà phải thơm nó mới thành người được chứ. Không, phải công chúa thơm cơ. Bây giờ tôi làm cho nhanh đi. Không phải là có người đâu. Công chúa Anna thơm cũng được. Thì em mà có nói công chúa không? Em sao không phải là công chúa à? Nhưng mà em không phải là công chúa, em cũng phép thật đâu. Dạ, phải chết rồi. Cái gì đó?